đất hai mặt tiền đang cần bán gấp quý anh chị, ngang 10m rưỡi, rẻ hơn thị trường so với giá ban đầu là phải tầm hơn 1 tỷ anh chị nha. Cái này là thông tin đúng nha. Đây, lô đất hai mặt tiền hôm nay kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản gửi tới anh chị mình đây. Ngang 10m rưỡi, sâu 20, tổng 200m, thổ cư hết 100%. Rồi, khu này là khu tái định cư Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh anh chị nha. Đây là khu tái định cư của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đường này 15m, 16m tính cả vỉa hè và cây xanh, vỉa hè tới 4m lận anh chị ha. Rồi, khu này quý anh chị nha là phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đó, trong đây này quý anh chị xây nhà ở quá trời luôn này này. Đó, đấy quý anh chị theo. Đó, thì cái lô đất hai mặt tiền mà hôm nay em Hải gửi tới anh chị mình đây. Đó, vỉa hè là 4m quý anh chị nha. Đất này là bề ngang 10m rưỡi, chiều sâu 20, vuông góc và đẹp, đất hai mặt tiền. Và lô này 200m2. Đó, quý anh chị thấy không? Đường thông bần cờ quý anh chị nha. Đó, đây, gần chùa Châu Thới, quý anh chị thấy chùa Châu Thới không? Đó, đây lên chùa mấy trăm mét thôi, rất là gần nha. Rồi, ngoài ra quý anh chị này, đất của mình gần với trục đường quốc lộ 1K này, trục đường Vành Đai 3 hay còn gọi là đường Mỹ Phước Tân Văn quý anh chị nha. Đó, trong vòng bán kính là 300m thôi anh chị nha, 300m thôi. Đó, gần chùa Châu Thới. Rồi, chỗ này về Thủ Đức cũng rất là gần, chỗ này về Thủ Đức á quý anh chị đúng 6km anh chị nha, chạy thẳng một đường quốc lộ 1K. Đó, rất là đẹp luôn quý anh chị ạ. Còn nếu mà ra xa lộ Hà Nội, ra ngã ba Tân Vạn thì tầm khoảng 5km anh chị nha. Đó, ra bệnh viện Ung Bướu và cái gì ta, bệnh viện Ung Bướu, bến xe miền Đông mới á, là tầm 5 đến 6km anh chị nha. Đấy, đất của mình đây. Đó, còn qua làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là 2km anh chị, 2km nha. Đó, đất đây, phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Vậy là video này em Hải đang gửi tới anh chị mình một lô đất mà đang rẻ hơn thị trường khoảng hơn 1 tỷ, là đây là giá chính xác quý anh chị nha. Hiện tại bây giờ chủ đang rất là cần bán. Đấy, hiện tại là chủ đang rất là cần bán anh chị ạ. Đó, giá bây giờ là rẻ, thực sự rất là rẻ, nên là anh chị nào mà mình có tiền tại thời điểm này mình mua ngay cái lô đất hai mặt tiền này đi quý anh chị ơi. Đó, siêu đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Đó quý anh chị thấy không? Đó, đường đó, đường bên đó là đường phụ, còn đường chính đây, mặt tiền chính đây. Mặt tiền chính mà ngang 10m rưỡi là đây này quý anh chị, ngang 10m rưỡi này. Đó, chiều sâu, sâu vào kia ha, sâu 20. Đó, rất là đẹp luôn. Lô này vuông góc và đẹp quý anh chị ạ. Thực sự rất là mê luôn quý anh chị ơi. Cái này mình về mình xây nhà mà ở thì sướng lắm, hai mặt tiền mà. Đó quý anh chị thấy không? Rất là đẹp nha. Gần chùa Châu Thới anh chị nha. Đây, em quay cái chùa cho anh chị mình xem này. Chỗ này gần chùa Châu Thới. Chùa này nếu mà nhiều anh chị ở bên thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cũng hay đi này. Chùa này là chùa Châu Thới có mấy trăm năm rồi đó, ở thành phố Di An quý anh chị nha. Đó nha. Đó, đây lên chùa cũng mấy trăm mét đó anh chị ha. Đó, đây là đường, cái đường này đường bên đường phụ bên hông này, đường phụ của lô đất nha. Còn đường trục chính là hồi nãy em chỉ cho anh chị mình nha. Đó, vỉa hè lớn quý anh chị. Vỉa hè lớn nha. Vỉa hè là 4m nha. Đó. Đường này ở đây là 15 16m hết quý anh chị, là tính cả vỉa hè cây xanh á. Đó. Ô tô là thoải mái rồi ha. Khu này rất là đẹp quý anh chị ạ. Gần quốc lộ 1K, gần đường Mỹ Phước Tân Vạn, đường Vành Đai 3 đó, tầm 300-400m thôi, quay đầu thôi. Đó, vị trí rất là đẹp và lô đất này bây giờ chủ đang rất là cần bán, sổ hồng, giấy tờ, sổ sách rất đầy đủ anh chị nha. Đấy. Bên em bán là chỉ bán những sản phẩm có sổ riêng, mua bán công chứng chuyển nhượng sang tên ngay, nên anh chị yên tâm ha. Tất cả các sản phẩm mà kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản chào bán trên thị trường là tất cả đều có sổ, anh chị yên tâm nha. Ngoài ra bên em còn rất là nhiều sản phẩm khác mà có thể em chưa ghi hình được, nên là anh chị mình có nhu cầu bất động sản như thế nào, phân khúc như thế nào, tầm rẻ cũng có này, tầm trung cũng có, cao cấp cũng có, bên em đa dạng lắm anh chị ha. Thành phố Di An, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, đó bốn khu vực anh chị nha. Ở bên em có rất là nhiều sản phẩm để cho anh chị mình lựa chọn, nên là anh chị nào mà có nhu cầu mua bán hay ký gửi cứ alo cho em nha, bên em nhận ký gửi luôn anh chị nha. Số điện thoại em Hải là ở góc trái màn hình trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Đó, lô góc hai mặt tiền này quý chị, em quay ở một cái góc rộng nhất để cho anh chị mình xem này, nó rất là đẹp này. Đó, quý chị thấy đẹp không? Rất là đẹp anh chị nha. Đó, và rẻ nữa, vừa đẹp lại vừa rẻ, tại thời điểm này là chủ đang chốt giá 5 tỷ 650 triệu anh chị. Đó, rẻ hơn thị trường lúc ban đầu phải 1 tỷ 2, chính xác, thông tin đúng 100% anh chị nha. Đó, đúng 100%, thông tin em đưa là chính xác quý anh chị nha. Đó, hiện tại bây giờ là chỉ có 5 tỷ 650 triệu, giá này là rất là ok rồi quý anh chị ạ. Giá này quá là ok, tính ra một lô góc hai mặt tiền mà tính ra khoảng hơn 28 triệu một xíu, 28,2, tính ra đơn vị mét vuông là khoảng 28,2 triệu một mét vuông cho lô đất này. Đó, rất là rẻ anh chị, rất là rẻ ha. Đất hai mặt tiền ở đây mà giá này là quá rẻ luôn, siêu rẻ luôn, tại thành phố Di An, đó, gần Thủ Đức luôn quý anh chị nha. Ngay quốc lộ 1K, đường Vành Đai 3 nha. Đó, anh chị yêu thích thì mình vào việc luôn nha. Đấy, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mình trong những video mới. Em xin cảm ơn.